Xin chào mọi người nhé. Mọi người hôm nay mình sẽ quay giới thiệu các bạn lõi xốp của ghế hạt xốp thuyền sofa giường bên mình cho các bạn xem nhé. Đây này, đây là lõi và đã bao gồm xốp rồi nhé các bạn. Đây, mọi xốp này thì các bạn đã có khóa này, có thể tháo ra giặt được nhé. Các bạn có thể mua thêm vỏ để thay đổi lúc mà các bạn giặt, muốn giặt này cho thơm tho nhé mọi người. Nhưng trường hợp này là các bạn đã có vỏ sẵn rồi mà muốn vỏ như thế này sẵn rồi mà các bạn muốn mua thêm lót như thế này thì các bạn chủ động nên mua cái sản phẩm này nhá. Đây, xốp nước đầy đủ đầy đặn rồi về, các bạn chỉ được lồng vỏ vào là dùng thôi nhé mọi người. Thôi mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi, các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhá. Mình cảm ơn các bạn nha, mình chào các bạn.